Rồi, xin chào mọi người. Em là Duy đến từ Sơn Cao Stick nha. Thì trong một số clip em có làm về ca hát thì có những khách hàng nói là cây mic nào là cây mic nên mua và tư vấn cho họ một cây mic. Thì hôm nay em sẽ làm clip để tư vấn cho mọi người một cây mic đáng mua, một cây mic có thể dùng để ca hát được, một cây mic có thể dùng để làm podcast được, một cây mic có thể làm được sáng tạo nội dung và làm rất nhiều thứ ở trên cây mic này. Chúng ta hãy đến với một cây mic Mackie EM89D. Xin mời mọi người trải nghiệm cây mic này cùng em. Về phần mở hộp thì bên ngoài có một cái hộp bằng giấy rất là đẹp, màu xanh chủ đạo của Mackie, có logo của Mackie trên đây. Thì đây là dòng Element mọi người. Mackie họ mang cái sản phẩm này đến triển lãm Nam Show năm 2020, và đến tận hôm nay em mới có clip để làm cho mọi người. Thì tại vì sao tới tận hôm nay? Tại vì thật ra em nghĩ mình chỉ là một cái kênh chuyên về mua bán nhạc cụ thôi, nhưng mà có rất nhiều khách hàng của em cũng muốn ca hát và muốn em giới thiệu. Thì em xin giới thiệu mọi người cây mic EM89D này. Một cây mic này có giá là 2,5 triệu nha mọi người. Năm trước á, thì nó chỉ có giá là 2,3 triệu thôi, nhưng mà qua năm nay họ lên tầm khoảng 10% thì giá nó là 2,5 triệu. Thì mỗi năm thì những cái sản phẩm điện tử nó đều lên hết trơn, sau dịp Tết là nó sẽ lên giá. Cái mic này là nó có ghi rõ trên cái vỏ hộp của nó là Design in USA và Manufacture in China nha mọi người. Cái mic này được làm ở China. Thì em coi rất nhiều review của những người review trên thế giới thì họ nói đây là một cây mic mà trong tầm giá tầm khoảng 80 đô, thì nó là một trong những sản phẩm cực kỳ đáng mua mọi người. Sản phẩm này hiện đang được Nhạc Việt phân phối tại Việt Nam với giá là 2,5 triệu ha. Em cũng là một đại lý chính hãng luôn. Rồi, đầu tiên là mở hộp xem trong đây nó có cái gì. Mở ra đầu tiên ở bên trong á, thì nó sẽ có một cái manual mọi người. Cái này cực kỳ cần nha. Đa phần mọi người mua về là đa phần toàn vứt cái này thôi, nhưng mà cái này là cực kỳ cần cho mọi người nè. Manual. Một cái bao da để mà đựng cái mic, để chống cho cái mic mình nó không bị trầy khi mình bỏ chung với những đồ đạc khác. Cái này gọi ở trong tiếng Anh nó gọi là mic clip mọi người. Có nghĩa là một cái để mà mình gắn vào trong cái micro của mình á. Cái cây micro của mình giống như em đang gắn nè. Tại vì mỗi cái mic á mọi người, nó có một cái body khác nhau. Thì mỗi hãng khi họ bán cái mic theo thì họ đều cho theo cái này, để nó phù hợp với cái body của cây mic nhất. Phần thứ ba là họ cho theo mình một cọng jack. Đây là một cọng jack XLR ha mọi người. Thì hay tiếng Việt mình hay gọi là jack Canon. Thì đây họ cho một cọng jack khá là dài, em độ chừng nó tầm khoảng 4m mọi người. 3-4m dài và chất lượng jack rất là tốt nha mọi người. Cái dây thứ nhất là nó mềm nè. Và cái ruột ở trong nó rất là to, đầu thì nó tiếp xúc tốt. Một cọng jack này nếu mà mọi người đi mua ở ngoài á, cầm 300.000, 400.000 vẫn không mua được một cọng jack chất lượng như vậy đâu mọi người. Em khẳng định em đi mua đồ nhiều em biết. Với em làm nhiều á, cầm những cái cọng cable mà chất lượng tốt mình sẽ biết được. Thì cái jack XLR này á, nếu mà ai không xài cái jack XLR thì nói với em sẽ chuyển một cái đầu này qua 6 ly để mọi người ca hát được với những cái âm ly ha. Còn đúng á, mọi người nên xài một cái jack XLR như thế này. Em cảm nhận là cái tín hiệu của XLR nó tốt hơn vì nó có đủ 3 dây tín hiệu mọi người. Đó, nó có đủ 3 chân, một chân nóng, một chân lạnh và một chân round của nó. Thành ra cái tín hiệu của nó đi xa nó sẽ tốt hơn và cái tín hiệu của nó tràn trề hơn. Nhân vật chính nó nằm ở trong hộp này là một cái mic Mackie. Một cái mic Mackie có logo Mackie ở trên đây, nó có EM89D, nó ghi rõ ở trên cái mic này của mình. Rồi đầu tiên là cái cảm nhận về cái mic Mackie này, kim loại cầm đầm tay mọi người. Cái mic này em cầm lên thì nó có tầm khoảng 300 gram. Và cái cảm giác mà khi chúng ta chạm vào trong kim loại á, nó lạnh tai, nó nặng, nó vừa tai và nó rất là dễ chịu. Cái mic được sơn màu đen nhám, cá tính, trẻ trung. Mọi người sẽ thấy những cái thiết kế tương đồng chung á, những con như là Sennheiser E835 hoặc là Shure SM58 hoặc là cây Mackie EM89D này là nó có những cái màu sơn nhám mọi người. Thì đây là một cái sự tinh tế của hãng. Ở trong những chương trình làm live á, những cái mic mà nó mạ chrome hay là những cái mic mà được bọc bằng những cái tai bọc mà ở ngoài nó lóng la lóng lánh á, nó sẽ gây cho máy quay khó bắt nét khi mà nó bị phản xạ ánh sáng á mọi người, nó phản chiếu á, thì những cái autofocus của những cái máy quay á, nó sẽ lấy nét hụt, thì lúc đó những chương trình làm live hay là quay MV không lấy được cảnh đó luôn ha. Thì trong những cái chương trình live á
Thì sự tinh tế của họ là họ sơn những cái cây mi bằng những cái màu sơn mà nó không bóng và nó không phản xạ với ánh sáng. Đây là một sự tinh tế của hãng mà chúng ta có thể thấy được là ở SM58 cũng vậy, ở 835 cũng vậy, và Mach-E 89D này cũng vậy. Giải đáp một số những cái câu hỏi mà em thường gặp khi mọi người mua mic, đó chính là cây mic này hát có nhẹ không anh? Câu hỏi rất hay mọi người, cây mic hát có nhẹ hay không? Thì đây là một cái mic mà nó thu cardioid mọi người. Thu cardioid là gì? Đây, đây chính là cái hình cardioid. Có nghĩa là cái chỗ mà cái mic nó thu tốt nhất chính là cái vị trí trực tiếp và đối diện vào trong cái đầu mic như thế này, sẽ là cái vị trí thu tốt nhất của cái mic. Để cho mọi người biết là mic nó thu cardioid như thế nào thì em sẽ cho mọi người coi thử một cái bài test. Đây là một cái mic thu cardioid. Đây là một cái mic thu cardioid. Đây là một cây mic thu cardioid. Đây là một cây mic thu cardioid. Đây là một cây mic thu cardioid. Alo, test Mach-E EM89D. 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 Đó, mọi người sẽ thấy ha, có nghĩa là vị trí trực tiếp vào trong cái mic nó sẽ là vị trí thu tốt nhất, đầy đủ những âm thanh nhất. Hai vị trí ở hai cái vị trí hai bên nó vẫn thu được nhưng ít, và cuối cùng là cái vị trí từ phía sau đây hầu như không có. Cái tiếng mà mọi người nghe nhỏ nhỏ đó chính là cái tiếng của cái máy ghi âm ở bên ngoài. Ở những cái mic mà người ta làm live sân khấu hay là để dành để ca hát karaoke hay bất cứ thứ gì cũng vậy, những cây mic nó phải có độ nặng vừa phải. Vì sao nó phải có độ nặng vừa phải? Vì ở trên một sân khấu hát live nó rất ồn mọi người, nó có 4-5 cái hoặc là 2-3 cái monitor ha, những cái loa mà ở dưới người ta phát, người ta hát lên để mà người ta nghe được cái tiếng nhạc cụ, người ta nghe được cái tiếng hát của người ta. Hoặc là phía sau lưng mọi người nó còn có nguyên một cái dàn trống nữa mọi người. Rất nhiều cái âm thanh đến từ mọi nơi. Thành ra những cái mic mà cardioid nó phải có độ nặng vừa phải để nó thu những cái gì mà mọi người mong muốn nó thu. Đó chính là giọng hát của mọi người đi trực tiếp đến cái mic này, đúng không? Còn những cái âm thanh ở ngoài là những cái tạp âm. Không thể nào mà hết 100% tạp âm được, nhưng nó sẽ chọn lọc tốt nhất những cái gì mà mọi người muốn thu bằng cách là mọi người sẽ hát trực tiếp vào trong cái mic. Thứ hai nữa mọi người là ở trong khi mà mọi người ca hát, một cái mic nhẹ quá mọi người rất khó hát nha. Nhất là những anh chị mà hay dùng cái vang số á, em rất là khó chịu. Không phải là, thật ra là mỗi một cái dụng cụ nó có một cái tác dụng riêng của nó, và cái tác dụng đó nó sẽ phù hợp với cái mục đích. Nhưng mà em lại bị ác cảm với những cái mic mà nó quá lớn á mọi người. Ở trong âm thanh, ở trong máy ảnh, ở trong ca hát, nó đều có một cái từ gọi chung, đó là cái dynamic range. Có nghĩa là cái chênh lệch giữa cái độ mạnh nhẹ, hoặc là ở trong máy ảnh thì nó là chênh lệch giữa những cái màu, thì cái độ chênh lệch mạnh nhẹ càng nhiều nó càng thể hiện được những cái sắc thái khác nhau. Ví dụ mọi người hát một bài hát ở những cái vơ đầu mọi người hát nó nhẹ nhàng, nó sâu lắng, ở những cái khúc điệp khúc mọi người sẽ bùng cháy, thì nó cần phải có ở những cái vơ đó cái tiếng mọi người, để ví dụ nha, nó là 5 và ở những cái khúc bùng cháy nó là 10. Nó phải có cái sự chênh lệch đó để người ta cảm thấy được cái nội lực, người ta cảm thấy được cái khúc bùng cháy đó. Còn ở những cái mà mic mà nó quá nhẹ, hoặc là mọi người can thiệp bằng những cái vang số á, nó sẽ bị khúc khúc nhỏ nhất của nó là 9 và khúc lớn của nó là 10 mọi người. Là cái mi hầu như là mọi người alo là nó lớn sảng lên. Thì nó khó chịu lắm. Thứ nhất á, là cái mic lớn quá mình không dám đẩy hơi. Có nghĩa là cái mic lớn và cái echo nhiều á, là hai cái mà nó rất khó chịu á mọi người. Mình nghe nó quợn là mình không dám đẩy hơi, mà mình không dám đẩy hơi mình giật là mình non cái cao độ đó. Thành ra nó rất là khó. Nếu mà mọi người thích ca hát, mọi người yêu thích cái gì đó, mọi người nên chơi theo kiểu là kiểu bán chuyên nghiệp đó mọi người, chịu khó mua một cái mixer, một cái micro về chơi cho nó thật là tốt. Nó sẽ có cái độ chênh lệch mặn nhẹ để mà mọi người hát tốt hơn. Đó là cái phần lý giải là cái mic này nó có nhẹ hay không. Thì em lý giải hai phần. Có nghĩa là nó phải có cái độ nặng vừa phải để mà nó không hút những tạp âm, và nó phải có cái độ nặng vừa phải để mà nó có được cái dynamic.
giữa cái khúc thấp và khúc cao để nó có cái sự cao trào trong cái lời hát. Phần thứ hai là một phần mà cũng rất thường gặp ở trong câu hỏi của những người đi mua mic, đó chính là cái mic này giọng có dày hay không. Em nói những điều này á mọi người, là những người bán hàng là họ nghe là họ cười liền. Tại vì sao? Tại vì ai cũng gặp. Thì em xin lý giải những câu hỏi là mic giọng nó có dày hay không mọi người. Một cái mic á, nó có trách nhiệm là nó phải truyền tải được chất giọng của người hát. Ví dụ em là một người có chất giọng khào, khàn, trầm ha, thì khi mà em cầm cái mic này nó phải thể hiện được cái sự khào, khàn và trầm. Nhưng mà đối với một bạn nữ, giọng bạn nữ á, thì nó sẽ sáng hơn. Thì làm sao để giọng bạn nữ dày được mọi người? Nó đâu có cái dạ dày đâu. Giọng nữ làm sao mà dày? Cái mic á, nó là cái chỗ truyền tải những cái đặc trưng của những cái chất giọng khác nhau. Người trầm sẽ khác. Người cái giọng sáng, nó phải sáng, nó phải đẹp, nó phải long lanh, nó phải mong manh. Còn mà mọi người cứ muốn mà cái mic nó alo phải dày thì nó khó lắm mọi người. Tại vì cái đó nó là cái không thật. Khi mà mọi người chơi đủ lâu á, mọi người sẽ cảm nhận được cái em nói. Còn bây giờ á, mọi người có thể nói là em xạo hoặc là em ra vẻ gì, nhưng mà không phải mọi người. Cái mic mà nó truyền tải được chất giọng của người hát, cái đặc trưng của cái chất giọng đó chính là một cái mic tốt, chứ không phải cái mic dày là một cái mic tốt. Thành ra mọi người đừng có bị những cái khái niệm đó nó làm mình sai đi. Rồi phần thứ ba nữa là có những khách hàng á, là bị khó chịu bởi những cái mic mà chuyên nghiệp này nè mọi người, là cái mic mà nó không có cái nút on off. Rồi em xin lý giải phần cái mic mà không có nút on off mọi người. Nó được sinh ra để phục vụ những nhu cầu như là hát live nè, hoặc là các buổi phỏng vấn nè, các buổi hội nghị nè ha, hoặc là quay hình trực tiếp vân vân. Cái chuyện á, mà mọi người hát live hoặc là mọi người quay hình trực tiếp mà mọi người vô tình á, mọi người chưa on cái mic lên á, về nhà mọi người mở ra nó không có một miếng âm thanh nào, đó thực sự mới là cái tai họa mọi người. Vì đâu có cái gì để mà lọng vô trong đó đâu. Thành ra khi mà những cái mic mà nó sinh ra cho những cái mục đích chuyên nghiệp á, cái phần mà on off cái mic á, nó thuộc về cái vấn đề của anh soundman, mình không phải can thiệp vào. Tại vì có nhiều người có thói quen, mọi người có cái nút là họ bật, xài xong có cái thói quen tốt lắm là tắt mic. Thói quen đó tốt thật, nhưng mà đối với những cái môi trường chuyên nghiệp á, thói quen đó nhiều khi lại hại cả một ekip. Có nghĩa là tắt xong rồi cái đưa vô phỏng vấn hoặc là buổi họp hay là buổi live gì đó mà nó trực tuyến đi, mà nó có một cái vấn đề gì mà không mong muốn như vậy, nó sẽ cực kỳ khó chịu ha. Thành ra đối với những cái mic mà chuyên nghiệp, cái phần on off cái mic này nó sẽ không còn nữa. Và nhiệm vụ on off cái mic nó sẽ thuộc về anh soundman. Một phần nữa mọi người, là khi mà những cái mic mà có nút on off á, mọi người xài lâu á, những cái mic, những cái chỗ on off đó nó sẽ không còn tốt nữa. Thì khi mà mọi người tắt mở nó sẽ nghe bộp 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 bộp. Thì những cái đó trong những cái chương trình live hay là những cái chương trình gì đó, đó là những cái đại kỵ không thể nào che đi đâu được. Thành ra ở những cái mic chuyên nghiệp họ sẽ bỏ đi cái nút on off. Thứ nhất là giảm được chi phí cho mọi người ha. $1 thì cũng giảm được $1 cho mọi người. Nó không có cái nút on off là vì có lý do riêng của nó hết. Nãy giờ em nói chuyện nhiều với mọi người thì mọi người cảm nhận cái mi này nó chất âm nó như thế nào. Em thì cảm nhận cái chất âm nó rất nịnh tai nha mọi người, rất là dễ chịu ha. Nói chuyện của nó, cái tiếng của nó sáng vừa phải và nó dễ nghe. Chứ cái giọng em mà đút vô cái SM58 nói chuyện là nghe không được đâu. Tiếp theo em sẽ dùng cái mic này để mà đọc, sẽ đọc lần lượt bằng những cái mic như là Mackie hoặc là SM58 hoặc là cây Sennheiser để mọi người nghe được cái chất âm của nó. Thật ra mọi người khó để mà so sánh, để mà nói được một cái chất âm của cây mic nào nó hay hay dở. Tại vì sao? Tại vì âm thanh đó, nó là một cái sở thích. Thành ra hay với mình chưa chắc gì hay với người khác. Thành ra khó để mà nói được là cái nào là hay nhất hoặc là cái nào hay hơn cái nào. Thậm chí cái chuyện mà em đọc cho mọi người, cái chuyện mà mình nghe âm thanh qua một cái màn ảnh là nó đã là sai rồi mọi người. Âm thanh là phải đến trải nghiệm trực tiếp, cầm lên nói chuyện thử, ca hát thử thì mọi người mới biết được nó hay hay dở. Còn cái chuyện mà âm thanh mà mọi người nghe, ví dụ đa phần mọi người bây giờ đều sử dụng smartphone, mà nghe qua một cái smartphone thì thôi không còn gì để nói nữa, nó trật hết. Thành ra cái này nó chỉ mang cái tính chất gọi là tham khảo, chứ nó không phải là một cái tiêu chuẩn để mà đánh giá một cái sản phẩm. Em sẽ đọc một phần trong cái cuốn sách là Mike Tyson, Sự thật trần trụi. Em sẽ đọc bằng cái mic Sennheiser E835.
Cái này thì mọi người sẽ thấy là nó ít bass hơn và cái giọng của nó sáng hơn. Trong 6 tuần lễ kể từ khi bị buộc tội cho đến lúc chờ nghe tòa tuyên án cho cáo buộc hiếp dâm, tôi dành phần lớn thời gian cho đám bồ ruột. Cũng phải chia tay chị Trưng chút đỉnh, chị Trót ăn cái án tù thì các em ở ngoài tha hồ mà mong nhớ. Bồ ruột thì cũng đông, nhưng đám gái chầu rìa muốn giao hữu với Mike Tyson thì còn đông ác liệt. Tôi trốn mệt bở hơi tai. Thời gian ấy, tôi đi đến đâu là gái theo đến đó. Vui vẻ tí đi anh, em thề là sẽ không la làng lên là anh hiếp dâm em đâu. Cứ xỏa thôi, anh thích quay phim kỷ niệm cũng được tốt. Sau đó tôi mới nhận ra là các em rủ tôi lên giường là vì muốn gửi cho tôi thông điệp ủng hộ, kiểu như em tin anh vô tội, người ngon như anh thì làm gì có chuyện đi hiếp dâm. Nhưng hồi ấy đang rối nên tôi từ chối sạch, thậm chí có phần thô lỗ nữa. Khi ấy tôi là một gã ngạo mạn, điên khùng và đau khổ. Tôi đang cố nuốt hương vị chua chát của bài học trưởng thành. Em sẽ đọc bằng cái SM58 cho mọi người nghe nha. Trong 6 tuần lễ kể từ khi bị buộc tội cho đến lúc chờ nghe tòa tuyên án cho cáo buộc hiếp dâm, tôi dành phần lớn thời gian cho đám bồ ruột. Cũng phải chia tay chị Trưng chút đỉnh, chị Trót ăn cái án tù thì các em ở ngoài tha hồ mà mong nhớ. Bồ ruột cũng đông, nhưng cái đám gái chầu rìa muốn giao hữu với Mike Tyson thì còn đông ác liệt. Tôi trốn mệt bở hơi tai. Thời gian ấy, tôi đi đến đâu là gái theo đến đó. Vui vẻ tí đi anh, em thề là sẽ không la làng lên là anh hiếp dâm em đâu. Cứ xỏa thôi, anh thích quay phim kỷ niệm cũng được tuốt. Sau đó tôi mới nhận ra các em rủ tôi lên giường là vì muốn gửi cho tôi thông điệp ủng hộ, kiểu như em tin là anh vô tội, người ngon như anh thì làm gì có chuyện đi hiếp dâm. Nhưng hỏi đang rối nên tôi cứ từ chối sạch, thậm chí có phần thô lỗ nữa. Khi ấy tôi là một gã ngạo mạn, điên khùng và đau khổ, đang cố nuốt hương vị chua chát của bài học trưởng thành. Trong 6 tuần lễ kể từ khi bị cáo buộc cho đến lúc chờ nghe tòa tuyên án cho các cáo buộc hiếp dâm, tôi dành phần lớn thời gian cho đám bồ ruột. Cũng phải chia tay chị Trưng chút đỉnh, chị Trót ăn cái án tù thì các em ở ngoài tha hồ mà mong nhớ. Bồ ruột cũng đông, nhưng đám gái chầu rìa muốn giao hữu với Mike Tyson thì còn đông ác liệt. Tôi trốn mệt bở hơi tai. Thời gian ấy tôi đi đến đâu là gái theo đến đó. Vui vẻ tí đi anh, em thề là sẽ không la làng lên là anh hiếp dâm em đâu. Cứ xỏa thôi, anh thích quay phim kỷ niệm cũng được tuốt. Sau đó tôi mới nhận ra là các em rủ tôi lên giường là muốn gửi cho tôi một thông điệp ủng hộ, kiểu như em tin anh vô tội, người ngon như anh thì làm gì có chuyện đi hiếp dâm. Nhưng hồi ấy đang rối nên tôi từ chối sạch, thậm chí có phần thô lỗ nữa. Khi ấy tôi là một gã ngạo mạn, điên khùng và đau khổ. Tôi đang cố nuốt hương vị chua chát của bài học trưởng thành. Thì mọi người thấy là em đọc thì mỗi một cái mic nó đều có một cái chất âm khác nhau ha. Thì hiện tại á mọi người, thì cái mic Mackie EM89D đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá là 2,5 triệu. Ở SM58 thì em coi cái giá, em không phân phối, nhưng mà ở SM58 em coi cái giá trên Google thì nó nằm khoảng chừng 3,8 triệu mọi người. Thì nhiều người nói là Shure thì nó Mỹ à, không mọi người, Shure thì bây giờ nó không còn làm ở Mexico nữa mọi người. Shure bây giờ cũng làm China, tương tự như con này. Con này thì 2,5 triệu. Ở SM58 thì nó là 3,8 triệu. Khả năng kinh tế tài chính của mọi người. Nhưng đây là một sản phẩm mà tất cả những reviewer trên thế giới họ đều bảo rằng đây là một sản phẩm tốt nhất trong cái tầm giá tầm khoảng $80. Rồi em sẽ thử hát cho mọi người nghe. Em dùng một cái loa thường thôi mọi người. Bên đây nè, mọi người có thể coi, thì em dùng một con Nose A25, cái loa mà đánh acoustic á mọi người. Tại vì nó tiện, nó có kết nối Bluetooth rồi. Nó khỏe hơn. Nói chung em sẽ test bằng những cái thiết bị mà kiểu nó bình dân nhất cho mọi người nghe thử. Em sẽ test thử với một đoạn đầu là em sẽ hát không bài phát nha, để cho mọi người nghe thử cái chất tiếng của cái mi của nó như thế nào. Và khúc sau thì em sẽ gửi cho phát bằng xíu. Tình trong di vắng
nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó, nàng từ phương xa về như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ, rồi trọn đời còn nhớ, tình tha thiết đắm say. Ánh mắt ngây thơ như du hồn, dù áo phong sương anh vui tình duyên. Lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, chưa đâu biết rằng đời lắm nhiều cơn sóng phù phàng. Cho lứa đôi chia phôi đợi chờ, cho nhau mãi thương nhớ. Cho đến nay em thuyền đã sang bờ. À, khúc này em sẽ thêm effect vào cho mọi người nghe thử nha. Chút xíu effect thôi mọi người. Em không muốn thêm quá nhiều vì quá nhiều nó sẽ bị mất đi cái độ thật của mic. Trường người tình lỡ là tình đầu tình rực rỡ, tình trong dĩ vãng nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó, nàng từ phương xa về như giấc mơ. Đây là phách nữa nha. Tình đầu gặp gỡ, rồi trọn đời còn nhớ, tình tha thiết đắm say. Nhắm mắt anh nghe em ru mềm, ru áo phong sương anh vui tình duyên. Lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, chưa đâu biết rằng đời lắm nhiều cơn sóng phù phàng. Cho lứa đôi chia phôi đợi chờ, cho nhau mãi thương nhớ. Cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, chưa đâu biết rằng đời lắm nhiều cơn sóng phù phàng. Cho lứa đôi chia phôi đợi chờ, cho nhau mãi thương. Cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Đêm trăng đêm ngồi nhìn anh trăng về. Hey. Rồi, nãy giờ em có test với nhiều mục đích cho mọi người có thể coi là nó có thể làm podcast được, sáng tạo nội dung được, có thể ca hát tốt luôn nha mọi người. Chất âm thì rất là dễ chịu, nó nịnh tai lắm mọi người, phù hợp với người châu Á của mình nha. Có nghĩa là cái tiếng của nó mềm và nó cái dãy bass của nó mềm mại, nó dễ chịu lắm mọi người. Ha. Rồi, thêm một phần nữa mọi người, cái mic này nó có nhiều cái tác dụng hơn là mọi người nghĩ. Với một cái đầu mic nó làm bằng như thế này mọi người, để phục vụ cho mục đích là mọi người có thể mồi nhạc cụ được bằng nó mọi người. Thì mọi người có thể thấy là ở những cái sân khấu ở trên thế giới đó, thì những cái guitar điện đó, thì đa phần đó mọi người, người ta không lay out mà người ta sẽ mồi một cái mic, người ta chỉ thẳng như trong cái loa, nó mồi cái mic. Thì cái mic nó có cái đầu bằng vậy nè, nó sẽ làm cái mục đích mà mồi mic nó dễ hơn mọi người. Đó, mọi người có thể chỉa trực tiếp vào trong cái loa, hoặc là với cái dãy bass và cái tiếng mềm mại như thế này, mọi người có thể mồi nhạc cụ được. Ví dụ như là mồi ca dong, mọi người mồi ca dong mà mấy bạn trẻ chơi acoustic á, mọi người mồi bằng cái này hay lắm nha. Tại vì sao mọi người? Tại vì cái cây mix này nó có cái dãy bass nó tốt nè, treble nó cũng sáng đồ, cái dãy dynamic của nó rộng,
Mọi người mồi nhạc cụ được luôn, mồi hầm ly, mọi người mồi snare hoặc là mọi người mồi ca dông được với cái mic này luôn. Thì bây giờ mọi người đa phần á, để em chuyển qua cái lo kia cho nó dễ nghe. Thì đa phần á mọi người, tại sao em chuyển qua cái lo này nó dễ nghe hơn là tại vì đây là một cái lo kiểm âm mọi người. Thì khi cái lo kiểm âm á, nó sẽ phục vụ công tác là mình kiểm tra cái âm thanh nó được chuẩn nhất, thì em ghim vào một trong cái loa kiểm âm để em nói chuyện với mọi người nó dễ dàng hơn, nghe nó thật hơn mọi người, vì em tôn trọng cái thật. Hồi nãy là vì ca hát thì nó có kết nối Bluetooth đồ vân vân, nó cần chút xíu effect thì em sử dụng cái loa kia, nhưng mà bây giờ thì em sẽ sử dụng một cái loa này cũng là cái loa em bán nè mọi người. Đây cái loa Roland, đây Roland CM30 ha, một cái loa monitor đó. Rồi, thì khi mà mình nói chuyện bên cái loa này, cái dải tần của nó cân bằng hơn và nó thực tế nhất có thể. Thì bây giờ mấy cái bạn trẻ mà hay mồi những cái nhạc cụ hoặc là mồi ca dông á mọi người, mà mọi người mua một cái SM57, không phải là em nói xấu, nhưng mà tại vì SM57 đối với những người mà những người mới bây giờ mọi người có nhiều cái mức giá trên mạng 700-800 cũng có, người bán 2,5 triệu cũng có, người bán 1,5 triệu cũng có, giá nào cũng có. Và các bạn bị băn khoăn và đắn đo là không biết là mua giá nó như thế nào mới được một cây mic chính hãng, chưa chắc gì mua cái giá tiền mắc nhất nó đã được cây mic chính hãng. Thì mọi người đắn đo không biết mua ở đâu để có được một cây mic xịn, thì mọi người có thể đổi qua cái phương án là mọi người xài cái mic IM89D của Mackey này, mồi nhạc cụ tốt luôn. Hiện tại bây giờ nó là đang là năm đầu năm của năm 2023 thì sản phẩm này vẫn chưa có đồ giả tại Việt Nam, thành ra mọi người cứ tin tưởng mua về sử dụng chất lượng luôn mọi người. Em có thể nói đây là một cái mic mà cái dải tần âm thanh nó rất là dễ chịu cho cả người chuyên nghiệp và người không chuyên luôn mọi người. Đảm bảo những anh chị mà không chuyên chơi cái mic này vẫn dễ chịu, tại vì cái độ nhẹ nó nhẹ ở SM58 là thứ nhất, thứ hai nữa là cái dải tần của nó dễ chịu, nó nịnh tai lắm, nó rất là dễ chịu. Giá tiền thì hiện tại bây giờ nó giá phân phối chính hãng vẫn là 2,5 triệu, và mọi người có mua thì mọi người ủng hộ em. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Sản phẩm được cho theo thì như hồi nãy em đã nói đó, nó gồm một cái mic nè ha, một cái bao da để mọi người bỏ vào cho nó không có bị trầy khi bỏ chung những sản phẩm khác, một cái cổng dây dắt này, riêng cổng dây dắt này phải 300-400 ngàn mua không được nha mọi người, và một cái gọi là mic clip của mọi người, là một cái để mà mọi người gắn vào trong cái chân mic á, nó phù hợp với cái size của cái mic hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì đây là một cái mic mà em cảm thấy là mọi người có thể mua để sử dụng karaoke nha. Thật ra mọi người có một cái cảm xúc như thế này nè, không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà em là người bắt đầu ca hát với những cái mic dây, và khi cầm cái mic dây lên là em có cảm xúc hơn mọi người. Nó cái tín hiệu nó tốt lắm nha mọi người. Tất nhiên là nó dẫn dây thì tín hiệu nó phải tốt rồi, nhưng mà cái dải tần âm thanh độ, cái cảm xúc khi cầm một cái mic dây nó vẫn dâng trào hơn. Bây giờ nhiều người nói tiện lợi, tôi thích đấy, nhưng mà mọi người ơi, mọi người đừng nên mua những cái cây mic mà bây giờ em thấy nó quảng cáo ở trên mạng, nó một cây mic, hai cái mic, rồi nó có một cái chui găm Bluetooth gì đó bán 400-500 ngàn gì đó, mọi người xài không có được đâu, mọi người tin em đi, mọi người về xài không có được đâu. Thà là 400-500 ngàn đó, mọi người chạy ra mọi người mua một cái mic dây ngoài chợ 400-500 ngàn mọi người xài tốt. Còn nếu bây giờ cuộc sống, đời sống mọi người nó đã lên cao rồi, trái đất bây giờ tròn rồi mọi người, những sản phẩm nước ngoài bây giờ Việt Nam mình người ta nhập được hết, nên cái đời sống mọi người tốt rồi, thì mọi người muốn một cái cây mic mà nó chất lượng để mà phục vụ cái việc ca hát của mọi người, thì mình mua một cây mic chính hãng. Trong những cái người mà nghiên cứu ra những cái mic này đó mọi người, ở Mackey họ gọi cây này là cái hammer đó mọi người, có nghĩa là gọi là cái búa, có nghĩa là nói về cái độ bền mọi người. Cái độ bền của cái mic này cực kỳ bền, nhưng mà cho dù như thế nào đi nữa thì khi sử dụng mic hạn chế rớt nha mọi người. Tại sao em nói nó hạn chế rớt mọi người? Người ta có quảng cáo bền đến cỡ nào đi nữa mọi người cũng không nên làm rớt, chứ không phải nói hãng nói cái này nó như cái búa vậy, nó rớt không hư. Nó không hư mọi người, nhưng mà nó lại bị ảnh hưởng đến cái chất tiếng. Thành ra tại sao mic người ta bán người ta không bảo hành mọi người là vậy, tại vì á cái mic không có gì để hư hết trơn, cho nên nó chỉ có là một cái búp ở trên đây để mà nó tiếp âm, rồi xuống đây nó truyền xuống cái chuỗi SLR ở đây. Thành ra khi mà rớt cái tiếng nó sẽ bị đục đi mọi người. Hư thì nó không hư, nhưng mà tiếng nó sẽ bị
bị đục đi rất nhiều. Và cái tiếng của nó, à để em cho mọi người biết là nó đục đi như thế nào. Thì ở đây trên tay em á mọi người, nó có hai cái mic. Một cái mic SM58 mới và một cái mix mà SM58 nó gắn bó với em 8 năm. Thì em sẽ cho mọi người coi là cùng một cái SM58 ghim vào cùng một âm thanh, không chỉnh gì hết trơn nha mọi người, và một cái mix cũ và một cái mix mới nó khác nhau như thế nào. Đây một cái mix SM58 mà cũ mọi người. Đây cũ lắm rồi. Thì mọi người có nhìn thấy là cái mic của nó cũ. Thì em xài cây này nó gắn bó với em với rất nhiều kỷ niệm. Bây giờ nó không còn là giá trị nữa mà nó là một kỷ niệm rồi mọi người. À, nó còn hơn giá, còn hơn tiền bạc nữa. Thì cái mic này á, nó là một cái cây mic cũ mọi người. Đó. Thì trong quá trình xài 7-8 năm thì mọi người biết là cái chuyện rớt nó không thể nào tránh khỏi. Thì mọi người nghe thử cái chất âm này nha. Và đây là chất âm của một cái SM58 mới nè mọi người. Khác nhau đúng không? Cái cây này á, mọi người nghe được cái dãy mic, nghe được em nói chuyện rất là rõ ràng. Trong khi cái cây kia mọi người nghe tối thui à. Đây, nghe rõ ràng đúng không mọi người? Đây, một cái SM58 cũ đó mọi người. Đó. Thì mọi người nghe cái dãy mic cây này nó không còn được tách bạch như cây kia nữa, và bắt đầu tiếng nó bắt đầu tối đi nhiều ha. Rồi, đây một cái SM58 mới ha mọi người. Thì đây là em đó, thì mọi người thấy chất tiếng nó khác biệt với cái cây mà cũ của em xài hết. Rồi, em thì hơi lòng vòng, nhưng mà cái hồi nãy là em dẫn chứng cho mọi người coi là mọi người nên ít làm rớt nhất có thể nha mọi người. Ít làm rớt nhất có thể nha. Tại vì á, cái cây mic á, nó khi mà mọi người rớt xuống á, hư không hư, nhưng mà chất tiếng nó sẽ biến đổi từ từ, và nó sẽ từ từ nó tệ đi ha. Thành ra đừng có nghe nói mấy ông hãng, mấy ông nói là cây này là nó bền lắm, không thài không bao giờ hư. Đúng là không hư mọi người, nhưng mà nó không hay. Không hư nhưng không hay đó. Vậy cái EM89D á mọi người, họ làm trên cái vòng ring này, thì mọi người thấy là ở mỗi một chiều nó sẽ có một cái mặt bằng, nó có một cái mặt phẳng. Thì đây là một cái tinh tế của hãng mọi người. Họ làm cái này để dành chống lăn. Rồi, chống lăn là làm sao mọi người? Đây em sẽ cho mọi người coi. Khi mà mọi người để trên một cái mặt phẳng á, đó, thì nó sẽ như thế này. Trong khi những cái mic khác thì nó sẽ như thế này. Sennheiser mọi người. Rồi, Shure. Rồi, Mackie. Nó sẽ có những cái nấc của nó như thế nào. Thì những cái cây mi á mọi người, mà nó được làm tròn á, thì nó sẽ lăn ha. Thì nguy cơ nó rớt sẽ cao hơn. Nó có những cái gợn như thế này. Khi mọi người để xuống thì nó sẽ hạn chế cái việc lăn hơn là những cái mi khác. Nó không nhiều mọi người, nhưng mà mình sẽ cảm nhận được cái sự tinh tế của hãng ở trên đó. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Một cái mi chính hãng được em được nhập việc phân phối tại Việt Nam, và em cũng là một đại lý. Giá em bán cái mic này với giá là 2,5 triệu, em sẽ bao ship tận nhà cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Một cái mic mà mọi người muốn em giới thiệu để phục vụ cho tất cả các nhu cầu, đó chính là Mackie EM89D. Cảm ơn mọi người đã coi hết một cái clip rất dài của em. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Em là Duy đến từ Sơn Ca Acoustic. Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Xin chào và xin hẹn gặp lại vào những clip sau.